Mô Trung Kiên xin chào tất cả anh chị đang xem video ạ. Vâng ạ, trong video này em sẽ giới thiệu và báo giá cho chị một tác phẩm ạ. Nhất long ạ. Nhất long được chế tác từ chất liệu là gỗ lu hương anh chị nhé. Đây ạ, bên quả trứng rồng anh chị ạ. Trứng rồng lu hương ạ. Vâng, anh chị bên là rồng biểu hiện cho sự uy quyền ạ. Uy quyền sức mạnh trong rồng trong bộ tứ linh 12 con giáp ạ. À, tứ linh. Phải 12 con giáp. Đứng đầu về sự sức mạnh vô biên long lân quy phượng ạ, thì rồng là đứng đầu ạ, đứng đầu trong bộ tứ linh ạ, thì sức mạnh vô biên ạ là biểu tượng cho sức mạnh của trời đất. Đấy. À, em sẽ quay sát lại tác phẩm này cho anh chị có thể thẩm mão nhé. Quay sát lại. Vâng ạ, anh chị biết là rồng thì anh chị là các bạn anh chị hợp tuổi rồng, anh chị trong làm ăn buôn bán thì không nên bỏ qua những cái tác phẩm này, phòng trừ tiểu nhân đấy chị nhé, công việc sẽ được thuận lợi, buôn may bán đắt đấy ạ. Đây, em sẽ quay sát anh chị có thể thấy gọi từng cái chi tiết nhỏ nhất này, râu rồng đấy ạ, đục kênh bong anh chị nhé, kênh bong và sắc nét luôn ạ, từng cái vảy rồng cũng được rất là tròn và kênh ạ. Đây anh chị thấy không ạ? Rồi, tác phẩm này thì em khẳng định là bên ngoài sẽ đẹp hơn ở trên này nhé, đẹp hơn trên này. Và đây ạ, những người thợ người bên em ạ đã rất khéo léo để tạo nên một quả trứng rồng đấy ạ, trứng rồng rồi lại lở ra rồng đấy ạ, rất là tuyệt vời nhé. Lu cám kín bưng anh chị nhé, một quả trứng rồng. Đây một chú rồng đang giữ chấn quả trứng này. Đây đằng sau tác phẩm anh chị nhé, đằng sau tác phẩm toàn là chun sụn nu đấy ạ, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Anh chị nào trong làm ăn buôn bán thì cũng không nên bỏ qua cái tác phẩm hàng đục vô cùng kênh bong ạ. Và lu hương anh chị cũng biết là dòng gỗ vô cùng giá trị và quý hiếm ạ. Cái tiền phôi gỗ của nó cũng lên đến vài trăm nghìn một cân rồi. Và đặc biệt hơn ạ, được chế tác thêm một chú nhất long đấy ạ, kênh bong hàng tỉ mỉ, từng cái vảy rồng chị có thấy không ạ, từng cái vảy rồng ạ, vảy rồng đấy ạ, thì cũng có thể làm rất là tròn đều anh chị nhé, vảy kép rất là đẹp luôn ạ, từng chiếc chân rồng đấy ạ, kênh bong hết đấy chị nhá, kênh bong rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, răng rất là đẹp luôn ạ, từng cái sừng của rồng đây chị nhá, rất là tỉ mỉ luôn ạ. Và em sẽ đo kích thước của tác phẩm ạ, với kích thước là rộng 70 ạ, cao 55 anh chị nhá, rộng 70 cao 55 ạ, và sâu là 30 ạ, sâu 30 chị nhá, cao rộng 70 ạ, cao 55 ạ, và sâu là 30 ạ. Một tác phẩm đẹp tuyệt vời luôn ạ. Anh chị có thể trưng bày phòng khách, phòng làm việc thì vô cùng tuyệt vời luôn ạ. Vâng ạ, tránh lại những mang lại những cái điều may mắn về cho gia đình ạ, và làm ăn buôn bán thì cực đẹp luôn. Em sẽ quay qua phòng nữa cho anh chị có thể ngắm tác phẩm nhé. Vâng ạ, và em cũng xin phép được báo giá cho tác phẩm này ạ. Tác phẩm này bên em đầu năm giao lưu với chị có giá là 12.500.000 đồng thôi ạ. 12.500.000 đồng này chị có thể sở hữu cho mình một tác phẩm nhất long ạ, được chế tác từ chất liệu là gỗ lu hương thì nhá, với quả trứng rồng lu kín bưng luôn ạ, giá trị nhất của tác phẩm này chị nhá, để tạo nên tác phẩm ạ. Vâng ạ, anh chị là mong muốn sở hữu tác phẩm ạ thì hãy liên để lại cho bên em xin từ chốt và số điện thoại ở dưới phần bình luận ạ, và cũng có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0368338345 để được chốt tác phẩm chị nhá, tác phẩm đẹp tuyệt vời luôn ạ. Vâng ạ, anh chị còn chưa đăng ký kênh, đăng ký theo dõi kênh Cô Trung Kiên thì hãy nhanh tay ấn đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một tác phẩm nào của bên em ạ. Đảm bảo đến năm nay bên em sẽ hứa hẹn với anh chị thật là nhiều tác phẩm đẹp ạ. Anh chị có thể khen bên em những tác phẩm bên em đẹp bằng những nút like nhé, cho bên em xin những nút like để động viên tinh thần bên em ạ. Vâng ạ, đây là cũng là tác phẩm cuối cùng của buổi video ạ. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong buổi live video sau anh chị nhé. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.